Hi, xin chào mọi người. Hôm nay rảnh rỗi đi ra ngoại ô đi hiking, sẵn tiện quay cái một video nhỏ nhỏ cho các bạn xem. Mùa xuân ở bên này có những cái hoa cải vàng này nó tự mọc lên ở những cái đồi rất là đẹp. Bây giờ thì các bạn đi với mình hiking đi khám phá cái vùng đồi ở ở đây là Turtle Rock Trail, là một cái đồi cái gì à? Con rùa hả? Cái gì rùa, cái đường mòn của con rùa chắc là vậy. Các bạn đi với mình đi xung quanh để tham quan cái vườn hoa cải vàng này, nó mọc tự nhiên rất là đẹp nha các bạn ha. Đây mình quay xung quanh cho các bạn xem. Đi lên đây mà hiking á, thì hít thở không khí á, trong lành rất là thoáng mát nè các bạn ha. Tăng cái nhịp tim của mình lên cho nó khỏe nè. Mình đi hiking thì nó sẽ khỏe, nó tốt hơn là mình đi exercise bình thường thì cũng vẫn tốt, nhưng mà hiking thì nó nhịp tim mình nó đập mạnh á, để mình thích nghi á, sau này mình đi những cái gì đi tour hay đi đâu chơi xa đó, mình không khí mình thích nghi không khí mọi hoàn cảnh, mùa xuân á, là nó nở nhiều hoa lắm các bạn ơi. Mỗi khu, mỗi đồi, mỗi khu á, nó nở rất là nhiều loại hoa.
đó đã quay một vòng xung quanh. Cái đồi này rất là đẹp, hàng năm năm nào của mình cũng đi xuống đây để mà tham quan, để mà mình hiking cho nó sức khỏe, mình nó tăng sức khỏe cho nó để khỏe khoắn hơn á. Thì đã quay xung quanh cho các bạn xem rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp nha. Bye bye.